Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Hưng Yên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 98%, bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 323 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 4.005 người. Đến nay chưa ghi nhận vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Về tình hình dịch COVID-19, đến nay Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch. Đã qua 7 ngày không phát sinh ca mắc mới, công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Hiện nay Hưng Yên đang quyết liệt tập trung thực hiện phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, tỉnh chủ trương xét nghiệm, tầm soát diện rộng cho công nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ công tác phòng chống dịch nhằm huy động các nguồn lực để mua vaccine. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, thực sự là ngày hội toàn dân và thực hiện đúng các phương châm, đúng luật, đúng người, đúng quy trình, đúng thời gian và đồng thuận cao. Thời gian tới, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nếu có. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp lần thứ nhất để kiện toàn công tác nhân sự. Về công tác phòng chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, Ban chỉ đạo các cấp đã có sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao độ, hành động mạnh mẽ và huy động được sức mạnh của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua cuộc vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch, không chỉ huy động nguồn lực mua vaccine mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Công tác phòng chống dịch thời gian tới cần chú trọng để đảm bảo tổ chức tốt các kỳ thi, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thành công trong công tác phòng chống dịch ở một số địa phương, cũng như tiếp tục chuẩn bị các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh.